Kính thưa các cô chú anh chị em, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một bài thuốc mà có chút xíu tâm linh thôi. Vì hiện tại bây giờ đó là trên đất Nhật hoặc là những quốc gia mà có cái hoa, những cái hoa mà người ta gọi là phấn hoa đó, thì trời lạnh á thì hay muỗi hay nhảy đùng vậy đó. Cho nên Tuyết Già phải chia sẻ gấp rút cái video này để cho cô chú anh chị em á tìm hiểu đến một cái bài thuốc này mà chúng mình cùng nhau mà trị bệnh không dùng thuốc. Là hiện tại giờ là bác sĩ Nhật Bản á, trên đài á, là đang nói về cái phấn hoa, và bác sĩ Nhật Bản đã nghiên cứu về cái phấn hoa. Là bác sĩ Nhật Bản nói rằng là người ăn rau á, người ăn rau tức là cái người mà không có ăn thịt, không có ăn cá, không có ăn những cái động vật á, là cái người đó không bao giờ bị phấn hoa. Thì gia đình của Tuyết Già cũng có em gái của Tuyết Già là ăn chay trường, không có ăn thịt cá, mà ngồi chung nguyên một cái đám vậy. Thì mùa này ai cũng phải nhảy đùng hết luôn, nhảy mũi đùng hết rồi, rất là hao giấy, rất là gì. Mà nó cũng, cái bệnh này nó không có ảnh hưởng, nó không có chết chóc ai hết, nhưng mà nó làm cho người mũi mình nó rất là khó chịu, mà lúc nào nó cũng nhảy mũi. Làm như Việt Nam mình thường nói là ai nhắc mày kìa có người nhắc nên nó nhảy mũi đó. Cho nên Tuyết Già cũng nghiên cứu về cái bệnh phấn hoa này để chia sẻ gấp rút cho các cô chú anh chị em đang bị bệnh phấn hoa, mà để tìm cái cách nào để cho giải thoát. Thì bác sĩ Nhật không có, nói chung là người Nhật người ta không có bao giờ người ta nói về ăn chay và ăn mặn, mà người ta chỉ nói những người nào mà không ăn thịt cá, không ăn những cái động vật, thì người đó có khả năng là bị bệnh phấn hoa. Còn người mà ăn chay á, không phải người ăn chay mà cái người mà ăn rau á, ăn đậu hũ, ăn tất cả những cái loại mà rau củ quả đó, nói chung là rau củ quả nấm, thì cái người đó là khả năng 100% là không có bị phấn hoa. Bác sĩ đã giải thích rất là rõ, tự vì khi mà mình ăn rau củ quả đó, ở Nhật không có nói ăn chay và ăn mặn, khi mình ăn rau củ quả đó là còn mình, trong cái rau củ quả nó có một cái chất chlorophyll, thì cái chất chlorophyll đó mà khi mà phấn hoa mà bay vô cái mũi của mình á, thì cái chất mà rau củ quả, chất chlorophyll đó sẽ cuốn xuống hết cái bao tử và sẽ thảy ra ngoài luôn, thì cái mũi không có nhảy ra. Còn người ăn thịt á thì nó không có được có cái chất chlorophyll đó, rồi trong cái thịt đó nó sẽ không, nó làm cản á, nó có những cái ký sinh mà ký sinh lành thôi, không có sao hết trơn á, nhưng mà cái ký sinh lành đó đó là làm cho cái phấn hoa mà khi mà nó bay vô cái mũi mình á thì nó bị dướng lại, nó dướng giống như cái hàng rào cản vậy. Cái ký sinh lành đó sẽ là cái hàng rào cản, mà khi cái người mà ăn rau á, không có ăn thịt đó, thì không có cái ký sinh đó, mà có cái chlorophyll, rồi chlorophyll đó sẽ cuốn xuống cái bao tử, đưa qua ruột rồi đi ra ngoài luôn, thì cái người đó không có nhảy mũi đùng trong một cái đám tiệc mà ngồi xung quanh. Cho nên người Nhật khi người ta đi làm hay đi tiệc rất là khổ sở, người ta phải mua mỗi ngày uống một viên thuốc đó. Thì Tuyết Già cũng rất là sợ uống thuốc luôn. Tuyết Già cũng đang tìm hiểu, nghiên cứu về cái này lâu lắm rồi, thì Tuyết Già mới thấy càng ngày á, Tuyết Già bị bệnh cái bệnh phấn hoa này, nhảy đùng luôn nó. Thì chính là em gái của Tuyết Già là tiếng Nhật rất là giỏi, mà chồng của cô ta cũng là người Nhật nó, thì tất cả mà hội lại á, thì nghiên cứu thì thấy rằng là cái bệnh phấn hoa này trị bệnh là chỉ cần mình ăn rau củ quả là mình trị hết. Thì Tuyết Già thấy hay quá, Tuyết Già chia sẻ cho các cô chú anh chị em gần xa để ai có thể thực hiện được thì nên ăn như thế là không có bị phấn hoa. Còn mà nói chung là ăn như vậy thì cũng rất là khó khăn cho các cô chú anh chị em. Hiện tại giờ mình còn đi làm, còn mưu sinh, còn vất vả ở nơi xứ người hoặc là tại Việt Nam, thì cái đó ăn cũng hơi là khó. Cho nên theo Tuyết Già nghĩ thì Tuyết Già cũng đang thực hiện về cái bài thuốc của bác sĩ Nhật. Tuyết Già cũng ăn rau củ quả. Tại vì hơn nữa bây giờ Tuyết Già đã nguyện cái con đường đi tu và nghiên cứu về cái con đường tâm linh, tử vi tâm linh, thì mình làm cái tử vi tâm linh và mình nghiên cứu như thế này, mà mình để ăn thịt đó, thì không có tâm nào mà linh được hết trơn. Nó thẳng thì mình nghiên cứu tâm chắc có tâm mà không có linh được. Cho nên Tuyết Già nghĩ thấy là mình đã buông bỏ như vậy, thì mình nghiên cứu tâm linh thì cộng lại cái phấn hoa này, Tuyết Già cũng đang thực hiện là rau củ quả để trị cái bệnh phấn hoa của Tuyết Già. Tuyết Già chia sẻ rất là thật lòng, tự vì trên đài Nhật là bác sĩ Nhật đây là coi như khoa học người ta đã kiểm chứng, không phải là chứng minh mà người ta đã kiểm rồi là đây là cái sự nghiên cứu của bác sĩ Nhật là đúng, cho nên đã kiểm chứng là đúng chứ không có là sai đó. Cho nên bây giờ Tuyết Già thấy hay quá mà Tuyết Già phải chia sẻ gấp rút cái video này cho cô chú anh chị em mà đi làm hay đi xa mà hoặc là bị phấn hoa, thì cô chú anh chị em phải thực hiện. Tại vì cái phấn hoa này thì năm nào cũng có hết. Bác sĩ Nhật có nói rằng nếu mình ăn trong cái thời gian mà rau củ quả trong thời gian phấn hoa thì nó không có hiệu quả, mà mình phải ăn lâu dài. Bác sĩ Nhật vô tình nói vậy đó. Tức là giống như là mình phải ăn chay trường gì đó, mà bác sĩ Nhật nói mình phải ăn lâu dài, thì có thể là mình ăn trước đó 3 tháng, 7 tháng, 1 năm thì mới có hiệu quả. Chứ bữa nay mình ăn rau là ngày mai mình cũng vẫn bị phấn hoa. Cái bài thuốc này cũng hơi khó. Nhưng mà theo Tuyết Già nghĩ thì mình mới ăn 1-2 ngày hoặc 5-3 bữa thì về tâm linh thì mình niệm Phật vô rồi mình cầu xin, thì chắc có lẽ mình cũng đạt được bao nhiêu %. Tuyết Già theo Tuyết Già nghĩ vậy. Cho nên ngày hôm nay Tuyết Già chia sẻ cái gấp rút cái video này cho các cô chú anh chị em nào thực hiện được thì cứ cùng với Tuyết Già và thực hiện, mình cùng nhau ăn rau củ để thoát khỏi cái bệnh tật mà phấn hoa nó còn. Vậy cái phấn hoa này thì các cô chú anh chị em cũng có thể dùng thuốc được, đúng không? Đó, video của Tuyết Già tiếp theo để Tuyết Già chia sẻ xong cái video này gấp rút, vì Tuyết Già rất là thương các cô chú anh chị em khi mà đi ra đường hoặc mình đi đâu đó mình nhảy đùng đùng khổ lắm. Cho nên Tuyết Già phải chia sẻ gấp rút cái video này để Tuyết Già tiếp tục nghiên cứu trên những cái bàn tay, những cái đường chỉ tay nào mà xấu mà có thể rẽ được cái nhánh nào đẹp lên. Tuyết Già đang tiếp tục làm cái đường chỉ tay phải cộng với tâm linh, là tức là mình phải có cái sự tu tập, là mình tu tập để cho những cái đường chỉ tay mình nó đứt đoạn, nó sẽ nối lại. Những cái đường chỉ tay mà nó rẽ nhánh nhiều quá nó sẽ sâu đậm lên, để cuộc đời của mình sẽ thay đổi và thoát khỏi khổ đau. Tiếp theo là Tuyết Già sẽ nghiên cứu về cái đường chỉ tay mà thay đổi cái đường chỉ tay. Tại vì hôm nay Tuyết Già thấy là phấn hoa nó cũng khổ đau quá. Tuyết Già chia sẻ trước video của Tuyết Già đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị em gần xa vừa qua đã thương Tuyết Già rất là nhiều, ủng hộ cho Tuyết Già rất là nhiều. Cho nên Tuyết Già phải ráng cố gắng mà tu tập để buông bỏ hết tất cả những cái gì mà có thể thay đổi được cuộc đời mình bằng cái con đường tu tập. Thì các cô chú anh chị em cùng với Tuyết Già nha, rồi mình cùng nhau mà tu tập để thay đổi được cái cuộc đời mình, sống trên mặt trần gian này không còn khổ đau nữa. Để mình ơn trên cho mình được một cái phước báo, dù mình không có nhà thì ơn trên cũng cho mình được có nhà che nắng che mưa, dù không có cơm ăn thì ơn trên cũng cho mình được có cơm, có chén cơm ăn, đúng không quý cô chú anh chị em? Tuyết Già xin Video đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em rất nhiều. Và video tiếp theo là Tuyết Già sẽ chia sẻ làm sao để thay đổi được cái chỉ tay của mình để giảm được cái sự khổ đau. Cảm ơn rất nhiều. Video đến đây kết thúc. Xin bye bye. Hẹn lại video tiếp theo.